Thúy chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nghề Hà Bạc. Hôm nay Thúy sẽ theo ông xã Thúy đi giăng lưới nè mọi người. Ông xã Thúy đem mình nước xuống xuồng. Đây là cái bến xuồng này mọi người. Rồi mọi người theo chân hai vợ chồng Thúy nha. Giăng lưới bắt cá khủng. Đây cái bến xuồng đó mọi người. Rồi ông xã Thúy sẽ bơi ra đi tới cái chỗ mà mình giăng. Cảnh quê thấy đẹp không? Sông nước mênh mông luôn. Ông xã thì sẽ giật máy để đi máy cho mọi người, chứ đi nếu như mình đi mình bơi bằng tay á rất là lâu, cho nên mình phải đi máy cho nó nhanh nha mọi người. Nghe dữ đáo chừng. Đem lưới ra giăng. Khát nước rồi. Ở đây là Long Thượng nè mọi người, tới cầu Long Thượng rồi nè. Ở trên Thúy hồi nãy cái bến đó là cái cầu Tràm, còn xuống đây là cầu Long Thượng nè. Của tỉnh Long An nha mọi người. Cảnh quê thấy đẹp tuyệt vời luôn á. Mua một bao lưới luôn mọi người, 80 mấy triệu. Tí đùa thôi, 800 mấy chục ngàn mọi người. Mua 5 tay lưới. Hôm nay ông xã thấy đi đủ dến, không có dến như vậy nè mọi người, không có con gì luôn. Cho nên bữa nay lâu quá đi không có quay những cái clip mà sông nước, cho nên ông xã thấy mua lưới để giăng để bắt cá cho mọi người xem. Lưới bén nè mọi người. Nếu mà người nào ở miền Tây chắc chắn là phải biết cái loại lưới này đúng không mọi người? Lưới ba màng nè. Rồi ông xã thấy chuẩn bị bắt đầu thả lưới ra nha mọi người. Có con chó không biết nó thấy nó làm gì, tấn công sủa quá trời sủa luôn. Thả như vậy nè mọi người. Có một hồi mình thăm coi có cá gì để cho mọi người xem không. Mấy bữa hôm nay bão, bữa nay sao trời nắng quá trời nắng mọi người, nắng hả thiệt là nắng luôn á. Trời ơi cái mít gì kỳ vậy nè. Đó, nằm dưới đất luôn. Thấy tưởng người ta mít chín người ta hái người ta chưa đem vô, ai ngờ đâu nhìn cái cuốn còn nguyên si luôn nè mọi người. À, ở đây cũng có cái gió nè, người ta gió nè mọi người. Thế như hồi xưa vậy đó, hồi xưa mấy người lớn lớn tuổi ở gần sông ta hay có cái gió như vậy nè, cái tới mùa nước nổi vậy nè, cái ta đặt xuống. Ông
xã Thí thả hết mấy cái tay này, lưới này, rồi quay trở lại thăm cho có cá không mọi người xem nha. Ở đây người ta nuôi gà với chim bồ câu quá chừng luôn mọi người. Đó, quá chừng chim bồ câu luôn. Nuôi sát xong luôn á. Đó, chim bồ câu. Có con chim trắng, chim đưa thư. Cây dừa lùng tủng luôn, trái quá trời luôn mọi người. Ồ, cây dừa trái thấy ham. Con chim bồ câu. Vừa lên tiếng cái nó ngõng làm dữ tận. Con chim đẹp quá. Nó có cái nhà luôn á, đứng ở trên nóc nhà của nó. Nhờ ông xã thấy hầu lưới lại nha mọi người, gỡ coi có cá không. Nãy thì gỡ hết nhiêu đây mà chưa có con gì hết trơn luôn. Dính nè mọi người ơi. Cá phi hay cá gì anh? Hai con cá phi. Rồi xảy hết con luôn rồi. Tại lưới này tám phân bự lắm mọi người, cho nên lỗ nó lớn á, nó dính nó lọt à. Một em. Trời ơi nước này nhóc văng cá ít quá mọi người. Con sợ thấy chạy máy xuống đây nè mọi người. Chạy xuống cách khoảng nãy giờ 2-3 cây số nè. Tiếp tục tìm chỗ để giăng tiếp. Thua keo này mình bày keo khác. Không có buồn quá mọi người ơi. Cái này ngoài sông lớn nè, bắt đầu giờ anh bơi vô ngọn nè mọi người. Để coi có không. Rồi tiếp tục ông xã Thí đi thâu lưới nha mọi người. Ở lưới nè. Đây là hai con cá phi và con cá thác lát nè mọi người. Nè ảnh dính lưới mà nó meo quá đi, cho nên ảnh gỡ ảnh quăng vô liền, cho nên Thúy Quang không có kịp cho mọi người xem nó đang dính lưới. Giờ tiếp tục gỡ thôi. À, được một con nữa mọi người ơi. Có như vậy nè mới có tinh thần phấn khởi để mà giăng. Gỡ gì Hùng ơi, gỡ mấy tay lưới nản quá chừng nản luôn. Một em nữa. Tiếp tục quần quận anh có gì không, đó một con nữa mọi người ơi, dính nữa. Đấy, nhẹ nhẹ ra chừng rách lưới. Một em nữa. Dính nè à? Dính con cá rô phi nhỏ. Có hơn không? Cái này mà bắt được con nào mừng con nấy á mọi người. Cá rất là hiếm luôn. Dính được con meo lưới thảy vô rồi mọi người. Ôi ôi dính nữa. Ủa cá dần dần luôn. Văng mà dính vậy thấy ham mọi người. Còn văng mà gỡ là không dính nản không chết được. Quá trời cá phi bự. Cái này mình gỡ liền vậy chứ mình để ấy nó ngọt anh ha chết. Hả? Nó đè dưới nó đậu ngóc lên được rồi. Xuống xuống. Đó. Thấy
cái hàm cho mọi người. Rồi, gỡ hết ráo rồi, có nhiêu đó đó mọi người. Tiếp tục đi tiếp. Rồi, ông xã Thí bơi vô trong rạch rồi mọi người. Rồi bắt đầu ông xã Thí thả lưới tiếp tục. Đi bắt cá nữa cho mọi người xem. Ở đây cũng toàn là dừa nước không nè mọi người. Mát cực kỳ luôn. Mát có chừng mát luôn á. Ở đây cái rạch nhỏ à. Ông xã thấy trong thời gian chờ đợi để dỡ lưới mọi người, thăm được cái bẫy rắn nè mấy mọi người, rắn trần dần luôn. Rắn khủng mọi người ơi. Tới thui sao nhìn thấy được. Rắn bự quá chừng luôn. Để ông xã thi mở ra cho mọi người xem. Ôi ôi, con rắn hổ hành này mọi người, chà bá luôn. Rắn khủng mọi người ơi. Bắt ra không? Không có đồ đựng. Có vợt nè. Vợt này lạnh mà. Bắt sẵn cái con kia luôn đi. Cho mọi người xem anh. Đây cái túi. Phát triển bự luôn. Ủa mọi người. Bắt con kia này. Dần dần luôn, để bắt con kia luôn. Sẵn ông xã thấy bắt ra luôn. Một con lớn và một con nhỏ. Tại vì đi thăm xa lắm mọi người cho nên sẵn đi giăng lưới á, cái ghé thăm luôn. Tại vì hổm đợt trước á, để cái mình mấy ngày mình không đi thăm, mình tính chờ tới đợt mới đi, một tuần mới đi một lần. Cái nước nó lên đó mọi người, ngập chết hết mấy cái chuột luôn á. Hổm là coi như là mất trắng luôn. Thành ra bữa nay đi giăng lưới ngang ông xã thì sẵn nó thăm luôn. Hên quá được hai con. Thí với ông xã thấy hái được một rổ rau nhút luôn nè mọi người. Nè. Non bèo luôn, toàn là đọt không. Cái này rau nhút Thái nè mọi người, mình nó không có ngon như rau nhút phao kia, nhưng mà có một cái là mình hái cái đọt không thì ăn rất là non. Nó giòn rụm mà. Cho nên thấy hái về mai thấy nó quanh chua. Mọi người thấy sướng không? Vừa đi bắt cá vừa có rau luôn nữa. Để ông xã thứ hái mấy đọt nữa rồi cái đi gỡ lưới về. Giờ này cũng chiều rồi mọi người. Rồi bơi đi gỡ lưới mọi người. Dính cá mọi người ơi, mà cá lau kiến. Ơi ơi nản thiệt chứ. Cá này nó dính vô lưới rồi nó bị rách lưới á mọi người. Cho nên giăng lưới mà gặp nó nản lắm luôn á. Dính là gì anh? Wow, con có phi bự quá mọi người ơi. Kéo dở nãy giờ tưởng đâu tiêu rồi, ai ngờ đâu cũng được một con. Có không anh? Wow, dính được một con nữa mọi người ơi. Quá đã luôn. Nó phi bự. Thi với ông xã thấy định về rồi, thấy cũng chiều rồi. Mà còn tiếc mọi người ơi. Để làm thêm giác lưới nữa coi có dính con gì không. Vì đi về luôn. Đi một lần đi giăng xa cũng cực lắm mọi người.
cho nên về ít, trong lòng cũng không muốn về nữa. Để Thúy bắt mấy con cá này, Thúy để ra cái rộng á, để rộng ở ngoài cho nó mát, nó chứ không thôi là một hồi nó khờ nó chết luôn rồi đó. Thúy bỏ vô cái rộng rồi nè, sẵn ông xã Thúy thăm mấy cái bể rắn luôn, thăm mấy cái bể rắn, đặt mấy cái bể rắn mới luôn á mọi người. Chứ để như bữa hổm để khoảng một tuần nó bị nước ngập nó chết mất chuột quá chừng luôn á, coi như là hao chuột. Thành ra đặt hết mấy cái mới rồi để về luôn. Một hồi nữa hai chồng Thúy về tới nhà sẽ nêu thành quả hôm nay nha mọi người. Bây giờ anh phải bơi xuồng ra để về, phải chạy máy mọi người, thành ra ồn lắm, Thúy không có quay đi, lát về nhà Thúy sẽ nêu thành quả, mọi người chờ Thúy nha. Rồi hai chồng Thúy về tới nhà rồi nè mọi người ơi, giờ đổ cá ra nêu thành quả thôi. Rồi cá rô phi quá chừng luôn mọi người ơi, bự bự không luôn, phi chất lượng không mọi người. Cá phi này sống ở thiên nhiên ăn là hết ý luôn á. Không ngờ là đi giăng lưới mà được hai con rắn khủng rồi mọi người. Thôi video Thúy tới đây Thúy tạm dừng. Nhớ nhấn vào nút đăng ký, nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ Thúy nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.